Em xin mến chào chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Ở phía trước màn hình của cô chú anh chị và bạn, đây là những hình ảnh của con đường 2 tháng 4. Đây gần với ngã ba của đường Hoàng Trồng với con đường 2 tháng 4 vị. Khu vực của công viên Hoàng Trồng nè. Anh em vị trí này là ngã ba này. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của khu vực phía bắc phường Vĩnh Hải trên đường 2 tháng 4. Hướng này đi thẳng là vì sẽ ra đèo Rì, sau đó em sẽ đi vòng qua khu vực của danh thắng Hoàng Trồng như sẽ về lại trung tâm ghé một cái quán cà phê khá là mát, rồi sau đó sẽ ghé vào chùa Long Sơn. Và em di chuyển qua đây là những hình ảnh của con đường Đặng Tắc quý vị. Từ trên đường 2 tháng 4 đi xuống, lúc này là xuống biển nè, xuống giao lại với con đường biển Phạm Văn Đồng ở phía bắc. Thì chỗ này là ngôi trường Hoàng Văn Thụ. Con đường này thì cũng có kinh doanh buôn bán dành cho du khách nè, mà nó cũng ít, nó không có nhộn nhịp, có khách sạn, nhà nghỉ, rồi một số cái quán ăn. Thì này có một cái quán hình như là họ vừa mới phá vỡ sao vậy, chắc có thể họ xây dựng lại. Quán cơm rồi các cái siêu thị mini dành cho du khách, đa số là khách Tây. Ở phía trước là ngã ba đường Đặng Tắc với con đường biển Phạm Văn Đồng. Khu vực ở đây cũng gần với biển Hoàng Trồng nữa. Em di chuyển qua đây là thuộc con đường Hoàng Trồng nè, khu vực ở đây bên tay trái vì là khu Mường Thanh Vĩnh Triều. Thời tiết Nha Trang mấy ngày nay nắng đẹp lắm vị, nắng rực rỡ luôn. Buổi tối thì trời cũng vẫn có gió mát, đặc biệt là khu vực mé biển. Nhiệt độ của Nha Trang thì tầm cỡ khoảng 33-34 độ vị. Cái nắng cũng còn có thể chịu được. Hiện tại thì một số nơi, một số tỉnh khác thì nhiệt độ lên đến 40 độ, 44 độ. Thời tiết rất là nóng luôn. Nha Trang khí hậu như thế này là quá là may mắn rồi vì giờ ở Quảng Trị em nghe nói là nóng đến 44 độ. Quá khủng. Nóng hơn Nha Trang, tính ra là hơn Nha Trang tới 10 độ. 10 độ là nóng cỡ nào vậy? Ở đây có quán cà phê Galaxy. Hướng này của Hoàng Trồng di chuyển thẳng lại lại lên giao lại với 2 tháng 4. Và chứng hình của chú Chí Bàn là con đường biển Phạm Văn Đồng hướng đi về trung tâm của thành phố. Bên tay trái là khu danh thắng Hoàng Trồng. Và em rẽ qua đây là những hình ảnh của con đường Đoàn Trần Nghiệp. Đây là một trong những con đường cũng nhộn nhịp về đêm với những cái quán ăn nhậu từ ở cái đoạn ở về phía Phạm Văn Đồng đi vào vậy đó. Dọc đoạn này là quán nhậu nhiều lắm, vô vô rồi lâm chiêu. Thì đa số thì mấy cái quán này là nó hoạt động vào buổi chiều và buổi tối. Khu vực ở đây thì gần với ngôi trường Đại học Nha Trang.
trước đại học Nha Trang là đại học thủy sản đó vị. Đại học thủy sản Nha Trang bây giờ đổi tên là đại học Nha Trang, một ngôi trường đại học nằm trên ngọn đồi rất đẹp, đó là đồi La San. Em đang đi lên cái dốc này, dốc đồi này. Bây giờ thì ở đây thì dân cư kín hết rồi, và cũng có một cái tòa nhà rất là đẹp, cao 40 tầng, tòa Napoleon Khai Một. Đoạn này thì có ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm trên cái đồi La Sang này. Dạ, mời cô chú chị bạn di chuyển qua mé bên kia qua danh thắng Hoàng Trồng. Đoạn này là phía dưới cái bãi giữ xe máy vậy, nhìn xuống này nước trong xanh đẹp ghê luôn. Phía từ xa kia là cái đảo Hòn Đỏ, phía trên là chùa Từ Tôn. Chỗ này là cái quầy bán vé này vậy. Thời gian mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, 30.000 một lượt. Mua vé sẽ đi vào cổng bên bên đây. Mua vé là đi vào cổng này vậy. Cổng phía sau lưng của ra phía sau lưng của phòng bán vé luôn. Rồi sẽ đi vào bên trong khu nhà rường tham quan cái hội quán khu nhà rường cổ. Có khách du lịch rất là đông. Đa số khách quốc tế nhiều. Đây là cái nhà rường cổ này, bên trong kia thì sẽ có đàn đá rồi. Nói chung là những cái nhạc cụ âm nhạc, quý vị sẽ được thưởng thức những bản nhạc cụ âm nhạc ở ngôi nhà đó. Đây là một kiến trúc kiểu nhà rường cổ Ba Gian, rất là đẹp, kiểu cung đình Huế vậy. Bên cạnh đây là sau khi tham quan cái nhà rường hội quán Bình Nha Trang này, quý vị sẽ xuống khu vực của danh thắng Hòn Trồng tham quan những cái bãi đá xếp chồng vào nhau, một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng rất là đẹp. Bên cạnh đây là có một cái quán cà phê, đây là cà phê Hòn Trồng rất là thoáng. Ngồi ở đây thì nó gần với khu vực của danh thắng á, gió thổi lên nó mát, đây nó cũng cao nữa. Đây ngày lễ đông khách ra luôn rồi. Đây lối xuống tham quan danh thắng Hòn Trồng. Ngồi nghe vị trí này view rất đẹp luôn. Chỗ này nhìn từ xa thấy được bãi thiên với dự án Vega City.
phía từ xa là danh thắng Hoàng Trọng rồi, rất đẹp. Bến Du Thuyền, Bãi Tiên, phía từ xa đảo Yến, trời nắng đẹp, nước trong xanh, biển rất là êm ả luôn. Đang có một lượng khách du lịch họ cũng đang tham quan dưới danh thắng á, có điều trời nắng quá, đa số khách quốc tế vậy. Ở Trung Quốc á, họ thích dạo ở khu vực Hoàng Trọng. Và bây giờ em di chuyển qua đây là thuộc con đường Trần Phú rồi vị, ngay ngã ba đường Trần Phú với đường Phan Chu Trinh, gần với công viên Yến Phi cũng như là bưu điện của tỉnh nè. Bây giờ mời cô chú và bạn di chuyển qua một cái quán cà phê nằm trên con đường Hoàng Văn Thụ, năm xưa là con đường Hoàng Tử Cảnh. Quán cà phê đó cũng khá là mát, rồi nó cũng có cái nhà kiểu kiến trúc hồi xưa vậy, nhìn cũng rất là dễ thương. Sau đó em sẽ qua bên chùa Long Sơn cho cô chú các bạn cùng tham quan những hình ảnh chùa Long Sơn rất là nhộn nhịp trong những ngày qua, đặc biệt là hiện tại khách Hàn Quốc cũng như khách Trung Quốc đến Nha Trang du lịch, đến tham quan chùa Long Sơn đông lắm quý vị. Này là góc Hàng Thiên giao với Phan Chu Trinh và Lê Lợi nè. Ở đây thì có rất là nhiều những cái quán nem nướng, và trong đó có mấy quán nem nổi tiếng như là nem nướng Đặng Văn Nguyên và nem nướng Vũ Thành An. Khách du lịch cũng hay ghé ở những cái quán nem này để ăn lắm. Bên cạnh đó có mấy quán nem cũng mới mở nữa. Ở đây là những hình ảnh con đường Hoàng Văn Thụ, năm xưa là con đường Hoàng Tử Cảnh, nó là đường một chiều. Để bên tay phải là vì sẽ đi xuống khu vực của chợ Đầm. Thường thì mấy con đường một chiều đó, nó buôn bán kinh doanh thì nó cũng hơi bất tiện. Đây, chỗ này có một cái khách sạn Areca này, cũng mát lắm, là có ăn uống cà phê đồ luôn, dưỡng nghỉ ngơi ở đây thì quý vị có thể ăn uống luôn. Cái điều quán này nó nằm cũng gần khu vực chỗ Chợ Đầm. Đây là một cái quán cà phê ở trên đường Hoàng Văn Thụ vậy. Hoàng Văn Thụ năm xưa là con đường Hoàng Tử Cảnh á. Nó là quán cà phê Bu Bu. Đây. Cà phê Bu Bu nè. Đó. Có cái hồ cá coi ở trước này. Hồ sau này mát lắm vậy. Trời ơi. Người ta bật quạt cần. Đây quán Bu Bu quý vị. Đây ly cà rốt này. Cà rốt khoảng 35.000 ly. Còn đây xin tố dâu hả? Dâu là bốn mấy. Tố dâu 47. Nha cam đam 47 luôn. Mọi vị thử thử coi, cái giá thì nói chung cũng không có thấp lắm đâu. Nói chung giá thì cũng được, chung hơi nhỉnh, nhưng mà nước quan trọng với chất lượng hay không, thử thôi. Mời quý vị nha. Nói chung là nước uống thì cũng tương đối chất lượng quý vị. Cái ly cà rốt thì em thấy là họ em quậy kỹ lên thử, có khi đường còn dưới này nhiều không, em thử lại coi. Nói chung là ly cà rốt á, họ xay chất lượng. Cà rốt nó đậm đặc quý vị,
và họ bỏ rất ít đường. Chung họ đánh vào chất lượng, uống cho nó khỏe, bổ, chứ không phải là họ bán một cái ly nước cho có đâu. Đó. Như đây ly này nữa nè. Thử thử các vị nha. Ly dâu cũng chất lượng và họ bỏ cũng ít đường. Nó cũng vừa ngọt thôi, chứ không có ngọt lắm. Nó cũng tốt, tốt sức khỏe hơn, đường nhiều quá đâu tốt đâu. Nói chung quán này ở số 60 đường Hồ Văn Thụ. Và lúc trước là có bán mấy món đá bào đó, việc bingsu rồi á, nhưng bây giờ không có bán nữa. Và quán là một ngôi nhà cổ đó, việc đó. Cái như ngôi nhà phía trước em quay vị là một ngôi nhà cổ. Đây là một ngôi nhà hồi xưa ở trên con đường này, và họ có khuôn viên rộng cho nên họ mở quán cà phê. Và sau đó là họ mở thêm một cái khu vực dành cho trẻ em nữa nè. Em thấy là cái không gian cũng rộng lắm á, nhưng mà do mở khu vui chơi cho trẻ em á, cho nên nó chiếm hết phải hơn rồi, hơn nửa cái không gian của quán rồi. Cho nên quán này nếu như mà không mục đích phục vụ cho trẻ em á, thì chuyên về cà phê không, thì em nghĩ cũng là một quán rất là tuyệt vời, rất là mát. Này chủ yếu khu vui chơi, thì khu vui chơi vào đây quý vị sẽ mua vé khoảng 20.000. Thì đa số quán này đánh vào tâm lý cho phụ huynh dẫn con em vào chơi, rồi phụ huynh uống nước. Quán cái này là cái khuôn viên cái nhà người ta này cũ xưa giờ, vì em thấy có cái giếng nè, cái giếng cổ đẹp ghê luôn á, cảnh rất là thôn quê khi xưa. Đó, giếng nè mày, ngày xưa mới có mấy cái giếng này, cho nay không làm gì còn nữa, không biết cái giếng này giờ còn sử dụng được hay không. Ốp gạch rồi, trang trí kìa. Này là phía sau của quán, là ngay chỗ đi là cái quầy pha chế luôn. Bên cạnh là căn nhà. Nói chung là phụ huynh sẽ ngồi xung quanh đây để mà uống nước, còn chính giữa là cái khu vui chơi cho trẻ em. Mà ngồi ở sau này em thấy mát hơn. Ở trước thì họ che mấy bàn, cho nên là nó sẽ nóng hơn so với sau. Phía sau thì có cây, dưới có cái hồ cá vậy, thì nó thoáng hơn. Này hồ cá nè. Hồ cá coi. Nhờ có cái hồ này mà ngồi đây nó mát. Nhà này rất là cổ luôn rồi mọi người ơi. Kiến trúc giống như nhà của bác Hải ở Phú Vinh, nhà cổ Phú Vinh. Đó, nhà bằng mái ngói hả? Nhìn mấy cái cột, mấy cái trụ kiểu cổ dễ thương quá.
hiếm có mấy căn nhà ở trung tâm thành phố mà như thế này lắm rồi. Đây là con đường Hồ Văn Thụ vậy, năm xưa là Hồ Tử Cảnh á. Con đường này thì nó là đường một chiều, hướng này là đi ra biển là hướng đi ngược chiều rồi, chỉ đi một chiều thôi theo hướng này. Đây có phở lẩu, lẩu phở Đào Duy Từ này, nó nằm gần ngay góc của Đào Duy Từ với con đường Hồ Văn Thụ. Đây là quán cà phê Bu Bu này, có khu trò chơi trẻ em. Quật chùa Long Sơn vậy. Đây là quán cơm chay Thiên Diệt ở trong chùa Long Sơn. Quán này vào mùng 1 với rằm nó đông lắm vậy. Ngày thường thì khách cũng ăn liên tục, ở đây nhiều món lắm. Vị cơm chay ấy vậy, được một miếng đậu khuôn, một miếng dạng trứng, còn lại rau không à. Vô chùa Long Sơn này quý vị ăn cơm chay là rau nhiều lắm. Ở đây kêu một tô canh chua riêng. Đó, canh chua cũng chay luôn, còn là nấm không à. Đó, đậu khuôn nấm rồi rau rồi. Tô này bao nhiêu ta? 30 hả? 20. Đó, một tô riêng như thế này 20 ngàn. 30 hả? Đó. Cũng rau với nấm không à? Mà ăn cũng ngon vậy, vị nó đậm đà.